thắng nghẹt thở U23 Jordan, chủ nhà U23 Qatar sớm đoạt vé vào tứ kết. Chủ nhà U23 Qatar đã sớm đoạt vé vào tứ kết sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 của bảng A giải U23 châu Á kết thúc rạng sáng ngày 19 tháng 4. Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Indonesia ở trận ra quân, chủ nhà U23 Qatar quyết tâm giành 3 điểm trước U23 Jordan để trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết. Được chơi trên sân nhà Yassim Bin Hamad, đội bóng của huấn luyện viên Elidio Veo được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Niềm kỳ vọng của đội chủ nhà vẫn đặt vào tiền vệ Yassim Gaber, cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận mở màn. U23 Qatar sớm đoạt vé vào tứ kết, tuy nhiên, U23 Jordan cũng có mục tiêu riêng của mình sau khi hòa 0-0 ở trận đầu gặp U23 Úc. Dẫu vậy, đội bóng Tây Á được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Abdallah Abu Yema lại bị tổn thất lực lượng do trung vệ đội trưởng Danian Afane bị treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận ra quân. U23 Jordan chính là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ kỹ thuật và sự cơ động của các cầu thủ trên hàng công. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Yema lại thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm. Trong khi đó, sau khoảng 15 phút đầu có phần lép vế, đội chủ nhà bắt đầu kiểm soát được thế trận. Hàng tiền vệ của U23 Qatar dần chơi tốt nhờ Yassim Gaber cùng sự lắc léo của tiền đạo Khaled Ali để tạo ra một số cơ hội. Một trong số đó đã được Abdullah Al-Yazidi chuyển thành bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 40 với cú sút chân phải ở góc hẹp sau nỗ lực của Khaled Ali. U23 Jordan, áo trắng, phải quyết đấu với U23 Indonesia ở lượt cuối. Nỗ lực của U23 Jordan được đền đáp ở đầu hiệp 2 khi Amer Yamuk bị phạm lỗi trong vòng cấm địa dẫn đến phạt đền. Aref Haitham thực hiện thành công pha đá phạt đền gỡ hòa 1-1 ở phút 52. Tưởng chừng trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì cầu thủ vào thay người bên phía Qatar là Mohamed Al-Manai tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút bù giờ giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Với chiến thắng 2-1 trước U23 Jordan, U23 Qatar có 6 điểm sau 2 trận và trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết dù vẫn còn gặp U23 Úc 1 điểm ở lượt trận cuối. Trong khi đó, U23 Jordan 1 điểm sẽ phải quyết đấu với U23 Indonesia 3 điểm ở lượt trận cuối vào ngày 21 tháng 4 để tranh vé đi tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.